Phạm đang đứng ở nơi mà diễn ra cái sự kiện WWDC 2018 thì xin chia sẻ các bạn một điều rằng là Apple hôm nay không giới thiệu một cái sản phẩm mới phần cứng nào hết, mà tất cả là về phần mềm hết. Chúng ta sẽ có những cái mới ở iOS, ở macOS, ở tvOS và ở watchOS. Thì bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn những cái điểm mà mình nghĩ rằng là nổi bật ở những cái hệ điều hành này, để các bạn thấy là ảnh hưởng đến cái việc chúng ta sử dụng thiết bị như thế nào. Rồi mình sẽ bắt đầu với các bạn với iOS. Hiệu năng là cái mà Apple nhắm đến đầu tiên. Thì họ nói rằng là tất cả những cái máy lên được iOS 11, nghĩa là lên được iOS 12. Và so với lại cái hệ điều hành cũ thì cái iOS 12 nó bàn phím phản ứng tốt hơn 40%, app khởi động nhanh hơn 40%, cũng như là cái camera bật cũng nhanh hơn. Thì họ nói rằng cái khả năng thực thi, cái hiệu năng là cái họ quan tâm nhất ở trên iOS 12. Và kể cả những cái máy cũ cũng chạy rất là nhanh. Thì có lẽ đó là điểm mà anh em rất là quan tâm, bởi vì khi mà lên iOS 11 có nhiều người than phiền rằng là cái máy bị chậm đi. Cái điểm thứ hai mình nghĩ là quan trọng đó là cái screen time, tức là sao trên iOS 12 nó sẽ tự động nó ghi nhận lại những cái ứng dụng, những cái hoạt động của chúng ta trên cái màn hình của cái iPhone. Sau đó nó cho chúng ta một cái báo cáo để chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đang sử dụng những cái phần mềm như thế nào. Chúng ta đang dành nhiều thời gian cho Facebook, cho tinh tế, hay là cho chụp hình, hay cho Instagram như thế nào. Và sau đó chúng ta sắp xếp lại để cho nó phù hợp hơn, để không có lãng phí thời gian. Và liên quan đến cái chuyện stream time đó, có một cái điều mình rất là thích, đó là các bạn có thể quy định được cái thời gian giới hạn cho một ứng dụng nào đó. Ví dụ như các bạn quy định là Facebook thì chúng ta chỉ xài một tiếng một ngày thôi, thì nếu mà hơn thì nó sẽ tự động ngắt. Và điều quan trọng hơn là gì, chúng ta có thể quy định được thời gian đó cho những người khác ở dưới quyền chúng ta. Ví dụ như các bạn có con, các bạn cho nó chơi iPad thì các bạn có thể giới hạn nó chơi YouTube trong vòng một tiếng, Facebook trong vòng một tiếng, và coi ứng dụng gì đó trong vòng lâu hơn. Thì đó là một, mình nghĩ đó là một điều rất là quan trọng cho cái chuyện chúng ta sử dụng máy cũng như là cho con cái chúng ta sử dụng máy. Điều thứ ba là nói về cái notification. Thì ở cái thanh thông báo mới Apple nói là họ thông minh hơn, rất chính xác, như là giờ nào chúng ta ngủ thì giờ đó cái thông báo nó không hiện lên nữa, nó chỉ là cái dạng như là chúc ngủ ngon thôi, không thể hiện. Bởi vì họ biết rằng là nửa đêm chúng ta tỉnh dậy, chúng ta cầm điện thoại thấy nhiều thông báo quá, chúng ta nhìn thấy như vậy thông báo đó và chúng ta sẽ không có ngủ được. Và Apple nó làm cái chuyện rằng là tắt cái đó đi trong thời gian ngủ, cũng như là những cái thông báo có thể gom lại theo nội dung, theo tác hay là theo ứng dụng gì đó là gom lại. Cái điểm tiếp theo là cái CarPlay. Thì cái CarPlay ở trên iOS 12 nó có một cái thay đổi rất là lớn, đó là người dùng có thể sử dụng những ứng dụng các bên thứ ba như là Google Maps hay là Waze Maps thay cho ứng dụng chính là Apple Maps để nhận đường. Thì đó là một thay đổi rất là tuyệt vời. Cái tiếp theo là nói về cái photo. Cái photo thì cái AI cũng can thiệp nhiều hơn ở cách mà chúng ta có thể tìm được những cái hình cũ, những cái sự kiện cũ, và nó tự động nó gợi ý những hình cũ, những cái sự kiện cũ. Rồi tiếp theo là Siri. Thì Siri bây giờ khôn hơn rất là nhiều rồi. Siri bây giờ chúng ta có thể gán vào những ứng dụng thứ ba, cũng như là có thể tạo một cái lệnh dài cho Siri, tức là các bạn chỉ cần nói là các bạn ta muốn đi về nhà, sau đó Siri nó tự động nó thiết lập một cái chuỗi về nhà từ cái chuyện mở bản đồ, rồi mở nhạc, rồi mở đài gì đó trên cái đường chúng ta đi, rất là hay. FaceTime và iMessage là những phần quan trọng đối với những người sử dụng đồ Apple, iOS hay là macOS. Thì các bạn biết là ở cái WWDC 18 này thì Apple đã thêm tính năng là gì? Thứ nhất là chúng ta có thể FaceTime cho nhiều người cùng một lúc, tức là chúng ta có thể FaceTime audio, FaceTime video cho nhiều người cùng lúc. Và chúng ta bây giờ cái FaceTime nó đi thẳng vào trong cái tin nhắn message luôn, tức là các bạn có thể thấy cái nút bấm gọi luôn, không cần phải mở ứng dụng như là muốn nữa. MacOS là một cái phần rất là quan trọng khác của cái WWDC. Thì năm nay MacOS có một cái thay đổi rất là lớn, đó là cái Dark Theme. Cái Dark Theme là cái mà những người sử dụng Mac từ rất là lâu đã mong chờ rồi. Các bạn nhớ từ ngày xưa chúng ta rất muốn có một cái giao diện tối thui khi chúng ta sử dụng buổi tối, hoặc là nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó lộng lẫy hơn, chúng ta duyệt hình, duyệt bài nó đã hơn. Thì cái Dark Theme đã được chính thức đưa vào cái MacOS mới. Tiếp theo là cái Quick View, tức là thường thường các bạn nhấn Space trên một cái văn bản nào đó, trong một hình nào đó, từ lòng cái chơi ấy, thì cái Quick View mới ở trên cái macOS mới nó cho các bạn edit chút xíu trên cái đó, chứ không phải chỉ đơn giản là Quick View không thôi, rất là nhanh, rất là tiện. Và tiếp theo là cái Desktop Start, tức là các bạn nhớ các bạn hay để rất là nhiều thứ ở trên cái desktop và nó đầy cho nó luôn. Thì cái Desktop Start nó tức là nó tự động nó gom những cái nội dung gần với nhau hay là những cái nội dung có chung cái tag, nó gom lại thành một cái thư mục và chúng ta có thể duyệt thư mục đó nhanh ở đó và không còn hiện tượng mà vứt rác tràn lan trên màn hình nữa. Một cái điểm quan trọng của cái macOS mới đó là cái an ninh hơn. Apple nói rằng là bây giờ những cái công ty, những cái plugin của trình duyệt mà nó gom thông tin của chúng ta, nó sẽ không gom được nữa, bởi vì Apple đã mã hóa tất cả thông tin đó và đưa nó về một cái dạng thông tin chung, tức là tất cả mọi người đều
là một thông tin như vậy, do đó là nó không thể định danh được, nó không thể lấy thông tin cá nhân của các bạn được. Về watchOS thì chúng ta có một cái giao diện mới, nhìn nó nhẹ nhàng hơn, hiện đại hơn, và có một cái đặc điểm đặc biệt là các bạn chỉ cần giơ cái Apple Watch lên và các bạn ra lệnh cho Siri luôn, các bạn không cần phải nói Hey Siri nữa. Giống như là bây giờ mình hay cầm iPhone mình bấm vào nút cứng mình nói ra lệnh thẳng cho Siri, thì với Watch mới các bạn có thể nói Hey Siri, các bạn có thể nói thẳng cái lệnh, không cần Hey Siri. Một cái phần quan trọng nữa của cái Apple Watch là cái walkie-talkie. Thì bây giờ các bạn có thể giống như là nói chuyện bộ đàm với một cái người nào đó mà các bạn kết nối thông qua Apple Watch. Các bạn chỉ cần bấm vào cái chữ talk và sau đó các bạn nói, thì cái Apple Watch của bạn của các bạn nó sẽ tự động nó phát âm thanh, và bên kia khi bấm vào nút talk nói thì bên này sẽ tự động phát âm thanh, giống như là chúng ta sử dụng bộ đàm vậy. Về cái Apple TV 4K thì sẽ gọi là Apple TV 4K HDR, cũng như là hỗ trợ cái âm thanh Dolby Atmos. Và một trong những cái điểm khá chú ý là những cái hình nền bây giờ có thể xác định được vị trí, giống như tương tự như các bạn thấy ở trên cái pin. Và bây giờ Apple kết hợp với lại trạm không gian quốc tế để chụp những cái hình của trái đất rất là đẹp. Đó là tất cả về WWDC 2018 và những cái gì chúng ta mong đợi về một cái phần cứng mới đã không đến. Tuy nhiên các bạn thấy là tất cả những cái gì mà thay đổi ở trong iOS, ở trong macOS, ở trong watchOS hay là tvOS hay là FaceTime Messenger đều mang lại những cái trải nghiệm rất là nhiều đối với những người sử dụng sản phẩm Apple. Rồi xin cảm ơn các bạn.